Thưa quý vị và các bạn, nhằm tri ân những nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ y bác sĩ, công nhân viên chức ngành y tế đang công tác trên địa bàn huyện Đắk Song, chiều ngày 27 tháng 2, Ủy ban dân huyện Đắk Song đã long trọng tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2023. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường vẻ vang với những thành tích lớn lao của ngành y tế cả nước trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và những đóng góp của ngành y tế huyện Đắk Song đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cũng tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Nguyễn Ngọc Thân đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất, lời tri ân sâu sắc trước những cống hiến, nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, công nhân viên chức ngành y tế. Đồng thời khẳng định mỗi người thầy thuốc, nhân viên y tế luôn mang trên mình một sứ mệnh cao cả là bảo vệ sức khỏe, tài sản quý nhất của mỗi con người. Những đóng góp to lớn của ngành y tế đối với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân luôn được Đảng và Nhà nước, các cấp, các ngành, nhân dân hết sức ghi nhận. Những năm qua, đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Đắk Song đã không ngừng cố gắng vươn lên về mọi mặt. Chất lượng khám, chữa bệnh và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng được nâng lên. Đặc biệt, trong thời gian đại dịch COVID-19 bùng phát, đội ngũ y bác sĩ, cán bộ và nhân viên y tế, thầy thuốc trên cả nước nói chung và trên địa bàn huyện nói riêng đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch cùng địa phương chiến đấu, đẩy lùi dịch bệnh. Đồng chí cũng đề nghị ngành y tế huyện cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là tiếp tục kiểm soát, khống chế, đẩy lùi dịch bệnh lây lan, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn mà Ủy ban dân huyện và ngành đã giao, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh ở các tuyến, giảm tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, chủ động duy trì mức sinh thấp, hợp lý, tiếp tục phát triển nguồn nhân lực y tế cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo cung ứng đầy đủ vaccine, sinh phẩm y tế hợp lý, an toàn, hiệu quả, áp dụng chuyển đổi số trong công tác khám, chữa bệnh và quản lý điều hành, giảm thiểu các thủ tục hành chính, hướng đến sự hài lòng và là địa chỉ tin cậy của người dân khi đến khám và điều trị bệnh.